Vậy là hôm nọ, hôm qua test là vẫn chưa ra chất, hôm nay mới ra được đúng không? Và thời gian vừa qua thì bên em đang có thử và anh em đang khai thác chất loa và chất âm của Optimus. Thì bên em đang thử với vài âm ly, thậm chí bên em mang cả âm ly Nexo ra để thử và âm ly PoSound để đem tới một cái âm ly hay một con cross hay là một con vang số hay một con mic để nó phù hợp nhất để nó khai thác được ra chất của Optimus. Cảm nhận em ơi, cảm nhận, chia sẻ cảm nhận. Đẳng cấp nhỉ. Vậy là hôm nọ, hôm qua test là vẫn chưa ra chất, hôm nay mới ra được đúng không? Bây giờ sẽ thử sang con 263 này xem nào. Cho qua cốt đúng không? Đây, hiện tại vừa lấy đánh đang trực tiếp từ vang số xuống đẩy và ra loa luôn. Và với hệ thống Optimus này thì nó cũng có cái phần crossover của nó. Thì bây giờ sẽ đánh qua crossover thử xem sao. Bây giờ thì em sẽ cấp tín hiệu nhạc trực tiếp vào cốt 2 in trái phải này, sau đó là out 2 đường left right xuống đẩy và một đường sup xuống đẩy. Ok.
Đấy, cổng 5 và cổng 6 sẽ là mono sub. 4 cổng trên sẽ là system. Đấy, input này. In AB. Output từ 1 đến 4 này, 5 6 này. Ok ok. Hãng vừa có gửi cho bên em một đôi và một chiếc súp về để bên em thử. Và sau đó thì khoảng 40 ngày sau thì hàng mới về đến đây.
Và thời gian vừa qua thì bên em đang có thử và anh em đang khai thác chất loa và chất âm của Optimus. Thì bên em đang thử với vài âm ly, thậm chí bên em mang cả âm ly Nexo ra để thử và âm ly Pulsar để đem tới một cái âm ly hay một con cross hay là một con vang số hay một con mic để nó phù hợp nhất để nó khai thác được ra chất của Optimus. Với những dòng châu Âu này thì cái vấn đề khai thác nó cũng khá là khoai, như người đại diện tại Việt Nam nói thì khai thác nó khá là khoai, thì bên em vẫn đang trong quá trình nghiên cứu và trải nghiệm. Ok, còn chi tiết như thế nào thì sẽ quay clip tiếp các bác cùng xem nhé.